Theo khảo sát, cuốn đang trở nên thuận lợi cho người tiêu dùng hơn bao giờ hết. Liên đoàn bán lẻ quốc gia dự báo hồi tháng 10 cho biết, tổng số các mặt hàng bán lẻ bao gồm ô tô, gas và giảm giá tại các nhà hàng trong mùa lễ hội năm nay từ tháng 11 đến tháng 12 sẽ đạt khoảng 655,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6% so với năm 2015 do nền tảng của nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên khiến thu nhập tăng.